ngay đến nỗi mà đây là cúng ngày Tết mà ngó trước Tết luôn á, và ăn không được nữa thì chị đem lên nướng này phải không? Ủa sao nướng ta? Nướng là ăn lại. Không có bỏ mà nướng để ăn lại từ từ thôi chị. Dạ bỏ. Anh nào ăn không em thấy cho dùng. Dạ được thầy. Dạ được rồi chị. Ăn nướng là ăn, mình thấy lúc bên thấy bỏ ổn quá à. Ờ mình gói được bao nhiêu đòn gì chị? Dạ cái đó là cứu em 3 kg mà định mười mấy đòn gì đó. À mình dạ. Ăn còn lại được bao nhiêu đây? Dạ dạ. Rồi mình nướng mình ăn từ từ. Dạ dạ. Hôm nay là nhà có chị ăn cơm với lại muối ớt nữa. Ớt cầm cái lời chén đúng mắm ớt, mấy thằng nhỏ nó ăn. Nó chỉ ăn muối, nó ăn đúng mắm ớt. À chén đúng mắm nước tương ớt. Á. Nước tương ớt. Nước tương ớt. Chờ nó đáy chứ ớt nó dầm cho nó ăn. Đây, ngày nào mà anh đi dở trà thì mới có cá. Dạ. Không đi dở là không có cá ăn. Dạ. Để ăn muối ớt chị. Tết này cũng nhờ người ta cho nít đó rồi chối. Ban ngày hay là ban đêm á? Ban đêm hả chị? Dạ. Thì lúc đó trong cái đêm chìm đó thì sao? Các bé là sao? Dạ hay kịp thì kéo các bé lên. Dạ. Hay cũng kịp rồi chết rồi. Vì em mới hỏi tiền nóng người ta đang cắt lên. À, tiếp theo xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để lên thăm một cái gia đình đầu tiên mà có được cái ngôi nhà sau một thời gian lên đên trên ghe. Đây là ngôi nhà này thì do các cô chú hùng tiền lại với nhau và cắt cho anh với chị. Nghe đồn rằng thì gia đình của anh với chị thì có đến 6 người con. Cảnh của gia đình chị này có được một cái ngôi nhà này. Chết rồi. Ở trong xóm Campuchia thì xóm Việt Kiều Campuchia thì chỉ có một mình chị này là có điều kiện hơn là được lên trên bờ hả anh Hồ? Dạ. Đúng rồi. Lên mà em hỏi tiền chạy người ta. Em thay mặt cho anh Ân với lại chị Lộc ở Sài Gòn. Dạ. Gửi cho chị 25 kg gạo với lại. Dạ. Cũng cảm ơn. Dạ. Dạ. Đã lên đây cất nhà lâu chưa chị? Dạ cũng 3 tháng rồi. Dạ. Dạ em cũng hỏi tiền người ta đang cắt không chứ ở với ghe bà cụ của ghe nhỏ đó cho mượn rồi mấy đứa nhỏ nó cốc cũng sợ chìm. Chứ là có mấy người con? Thằng hết 6 đứa. 6 người con. Dạ. À, anh đâu hay chị ha? Anh đi làm thuê người ta, đi giải trà cho người ta. Dạ. 6 người con, mấy thằng kia cũng có mặn gì được đâu. Nhỏ nhỏ luôn. Thằng mấy tuổi không đâu có mặn gì được. Cái con lớn nhất của chị là bao nhiêu tuổi? 18 tuổi rồi mà nó khờ lắm. Dạ. Dạ. Khi nãy á, em bắt gặp cái hình ảnh á, bé Phượng là con gái của một của cô ba ở dưới ghe. Thì bé leo lên trên bờ và bé đạp xe đạp đi học. Và em nhìn cái căn nhà của chị gái, chị tên gì? Em tên Hạnh. Chị Hạnh. Thì em mường tượng rằng là giống như cái cách đạp xe của bé vậy. Bé đạp xe chưa có vững. Nhưng cuộc sống của những người dân ở biển Hồ, họ về Việt Nam hồi hương, họ lên bờ, họ cũng đang gặp bắt đầu cái cuộc sống trên bờ rất khó khăn. Và nhưng mà cũng được lên bờ là may mắn hơn rất là nhiều nhà khác hơn anh Hồ. Cái ngôi nhà của mình là cắt là chi phí bao nhiêu tiền ha chị? Dạ cái dàn trên em hỏi thì người ta là 50 triệu, còn dàn dưới em chưa có tính, tặng hết cũng vô 100 triệu á. Cây này là mình cưa? Dạ mình mua mình xả cưa. Dạ. Dạ. Sau bao năm sống ở trên ghe thì cái cảm giác đầu tiên mà có được cái ngôi nhà thì dạ, em cũng mừng hết lớn. Dạ. Gió mở lên nha má. Lý do là chị có nhà làm, chị Hạnh có nhà làm, có nghĩa là chị rất là nhiều người con, 6 người con. Nếu như mà không cất nhà thì sợ các bé sẽ lọt xuống nước, nên chị phải hỏi tiền của mọi người, hỏi tiền nóng hả chị? Dạ, dạ. Để mà cất nhà cho các bé ở. Dạ. Chứ em sợ ở với ghe nhỏ em sợ chìm. Mọi chuyện cứ chết với nhỏ hết mặt. Dạ. Chưa?
Với tiệm tiếng đâu ấy rồi chị. Cái sự cố như thế nào chị kể lại cho mọi người nghe đi. Dạ, chứ em ở dưới ghe đó, cái đó chị mới lặng rồi, tiếng đâu mấy đứa nhỏ chết chân. Chìm chiếc ghe luôn. Dạ, chìm cái ghe nhỏ đó. Ghe có mua nhỏ mượn của bà cụ xuống ở đó. Dạ. Rồi cái em thôi thấy quá khổ rồi, mấy đứa con ở sẽ chìm chắc chết hết. Em hỏi tiền nóng người ta. Em cắt cái nhà cho mấy đứa nó ở đi. Rồi ông phẳng từ từ em mằng mót tặng trả người ta lần hồi. Anh làm mỗi ngày là được nhiêu tiền chị? 300 mà không phải mằng từ vô bệnh dịch giờ lâu lâu mới được đi mằng là ngày vậy đó. Dạ, như chỗ trà ta chụp không có được cũng ít dở nữa. À, vậy là 8 người trong gia đình của mình là chỉ có mình anh là lao động chính thôi. Dạ. Ờ, hồi xưa chị ở bên Campuchia chị sống như thế nào? Em cũng mằng trà cá mắm này kia gì đó, thả lưới này kia gì đó. Từ đâu mà chị quyết định là trở về lại quê hương? Dạ anh khó khăn quá rồi em xuống này ở này luôn, định cư dưới này luôn. Dạ. Chị đi bằng đường bộ hay là đường thủy? Đường thủy. À, em nghe nói là di chuyển từ bên biển hồ Campuchia về á. Dạ. Thì có những cái đoạn, đặc biệt là khu vực cầu Sài Gòn ngay tại thủ đô Phnom Penh. Dạ. Thì nước rất là lớn và dạ, có những chiếc vỏ lãi khi mà nó chạy sang á thì những chiếc ghe nhỏ sẽ dễ bị lật. Dạ. Thì chị có khi nào qua hành trình mà chị từ bên biển hồ về lên đến 4 ngày như vậy á? Dạ. Thì có lần nào cũng suýt bỏ mạng không? Dạ. Trời, giông gió lớn với mấy ghe nó mự nó chạy đó, tiễn đồ lật ghe chìm chết. Anh thấy người bà con hồi hương về á, nó giống như một cái cuộc vật lộn mưu sinh vậy. Người dạ, ta chấp nhận câu chuyện là 50 sống và 50 chết. Ở lại thì không đủ gan. Dạ. Trở về thì sẽ đối mặt với cái chết rất lớn. Dạ. Phải làm chịu vậy thôi. Cái chi phí mà từ trên đó về đây thì khoảng bao nhiêu tiền hả chị ha? Cũng gần triệu tiền chẩn á. Nhà chị mình đi ta chạy máy này kia coi cỡ xà hết xăng thì chèo. Dạ. Hết xăng thì chèo. Có khi nào hết xăng không? Hết phải chèo khúc. Chứ không có tiền mua thêm thì phải chèo. Chèo khúc. Nhờ hết chủ chỗ nước cơ mà chảy về đây lợn nè, nhẹ. Dạ. Vậy là hên là nhờ con nước là dạ, xuôi ghe, xuôi theo dòng nước để về. Dạ. Dạ. Chứ phải chạy nước ngược là chèo. Không có nổi. Con của chị đi hả? Con nhỏ gái này, nhỏ này cháu con có người dạ, mắc vợ đấy. Các bé được đi học hết không chị? Có con bé một đi học. Còn, có thằng bé học được mới được hai cái bằng hai cái đó. Lớp mấy rồi chị? Lớp 3, năm nay lớp 3. À. Của chị của con. Còn các bé còn lại thì không được đi học. Chưa. Bé lớn nó 18 tuổi rồi nó đi học. Với thằng bé 16, hai bé nó không có điện. Mình có nhà như thế này thì mình có hộ khẩu chưa chị? Chưa. Xuống này cũng lâu rồi mà chưa có được hộ khẩu thôi gì chứ. Tay hơn. Tay nó xỉu luôn. Mà hộ khẩu chưa cho ấy, mình ấy giấy này kia nên mình không có giấy thì khó mặn. Dạ. Anh xuống này cũng 8 9 năm rồi. Chưa có giấy mặn chưa. Còn anh đưa hai cái là cây. Dạ. Rồi mấy đứa bé này đi học cũng khó khăn nữa. Người ta nói là Việt Kiều á là tương đối khá giả. Nhưng mà đó giờ thấy là Việt Kiều Campuchia là khổ không khá khá giả vậy. Chị biết lý do tại sao mà gia đình mình sống ở bên Campuchia không? Từ đâu nguyên nhân làm sao mà mình bỏ cái hương để mình đi không? Thì khổ khắc cứ phải bỏ đi. Vì với nó đuổi này kia đó vô, nó đuổi không cho mình ở sông, đuổi mình lên bờ. Mà mình đâu có khả năng mua đất đâu lên bờ, chảnh đó. Đất nó mắc lắm. Dạ, mình đâu có khả năng mà mua. Vậy là lựa chọn về quê. Lựa chọn về quê hương mình ở rồi. Rồi về quê thấy sao? Thấy cuộc sống đây sao? Cũng đỡ hơn chảnh. Đỡ vất vả hơn chút. Trốn cho nhà nhỏ. Chảnh thì lặn lợn. Lặn lợn này kia đi mặn. Em cũng mặn, chồng em cũng mặn. Thả lưới này kia, vô mùng này kia. Con nhỏ nhỏ ghe thả lưới ghe nhỏ, sống gió cũng gần chìm. Không mặn thì không có gì ăn. Lấy gì sống. Cái đứa bé mà nhỏ nhất là con của chị là mấy tuổi? Đó, nhỏ nhất là nhỏ đó, thằng trai Út á.
các bé nó đều có là nhỏ này là nhỏ 4 tuổi. 4 tuổi. Có khai sanh hết không chị? Chưa, có mình đó có giấy khai sanh đi học đó. Thầy nhờ người ta cho học khẩu đi mặn giùm. Dạ. Yeah. Có con thằng nó đi học. Còn nhiều không có đứa nào có chứ. Con thằng nó được đi học. Thằng đó 12 tuổi. Khi mà không có được giấy chứng minh, giấy căn cước á thì nó sẽ mất rất là nhiều quyền lợi như là về bảo hiểm nè. Đã bệnh lúc bệnh này kia mua giấy vô nhà thương là tốn tiền nặng hơn mấy người có giấy bảo hiểm. Yeah. Hình như mình thấy là da chị có cái vấn đề gì ha, nó không có gương mặt của chị cái về da. Dạ yeah, em nội từ nhỏ tới lớn từ bụng mẹ ra. Dạ. Yeah. Yeah. Chị biết bệnh gì không? Để nói em viêm gan B gì đó. Dạ. Yeah. Yeah. Từ nhỏ tới lớn trong bụng mẹ ra luôn chứ không phải mới đây. Dạ. Như là đi bệnh viện cũng thường xuyên không? Không có tiền đâu đi bệnh viện, hốt thuốc nam uống nha, đỡ. Thuốc nam uống. À, chị về đây thì mới gặp anh hay là chị gặp anh ở Campuchia luôn? Ở trên Campuchia, vợ chồng gặp cha trên Campuchia. Các bé này thì được sanh ở Campuchia. Campuchia. Có bé này sanh dưới này, bé nhỏ. Bé nhỏ đây em sanh dưới hội nghị. Có giấy chứng sanh rồi mà không có mặt. Như mình không có giấy căn cước này kia là mình giấy khai sanh không được. Dạ. Có giấy chứng sanh. Giờ mình không có giấy tờ này kia thiếu luôn. Không điều kiện gì được hết trơn. Dạ. Nhưng mà hôm nay anh Hồ ghé thăm anh thấy là gia đình của chị cũng may mắn hơn so với những cái gia đình ở dưới kia. Vẫn còn khá là nhiều hộ còn đang trên ghe. Hy vọng rằng cái những cái lần thăm tới á, bà con đổi đời để chia sẻ hình ảnh là mọi người đều lên trên bờ hết á anh Hồ. Dạ. Con ở trên bờ cứ quay phim chụp con. Con. Đúng là bị giấc gỡ cơ. Thiệt chứ bỏ tôi có bệnh dữ là may mắn nhà em cũng hỏi tiền nóng người ta đang cắt không. Chứ là có khả năng đâu mà cắt đâu. À cho em tham quan nhà mình cái ha. Dạ dạ. Có một bệnh nào mà để không nói mà không ai quan tâm mới bệnh thôi chứ. Nhà có chị có một cái phòng ngủ hả? Ngủ nè. Nhưng cũng đơn giản vậy anh Hồ. Dạ cũng đơn giản thôi. Gái gì đây? Các bé nhỏ chị phải dừng cái lưới nè. Dạ. Đây là không gian bếp. Không gian bếp. Cái ghe cũ của chị đâu chị? Chiếc ghe của chị cũ của chị là lúc nào? Ghe của em hả? Ghe ở lúc trước hả? Dạ. Đó ghe nhỏ xíu đó. Nó ghe nhỏ này đó hả? Dạ. Ghe em sợ chị mới mượn. À ghe nhỏ nhất á, dạ. Có cái mái che đúng không? Dạ. Là chiếc ghe này chị nói là gia đình mình bị chìm một lần đó hả? Dạ. Chìm ban ngày hay là ban đêm á? Ban đêm hả chị? Dạ. Thì lúc đó trong cái đêm chìm đó thì sao? Các bé là sao? Nhờ hay kịp thì kéo các bé lên. Dạ. Hay cũng kịp rồi chết rồi. Chị em mới hỏi tiền nóng người ta đang cắt lên 8 người, cả gia đình gồm có 8 người là cả một vấn đề đúng không? Dạ. Hôm nay nhà mình ăn cơm gì hả chị? Em ăn muối ớt chứ muối ớt còn. Ủa còn ở... Nãy giờ ghé thăm này nhà bà con. Dạ. À. Em ăn cơm với muối ớt. À. Ở mình đi nghề chạy lưới thì sao mình lấy cá sông á mình ăn? Dạ ở trên biển chài, còn ở dưới xuống này thì ảnh thì chụp trà cho người ta, thì bữa nào đi chụp thì có cá gì ăn. À, bữa nào không đi thì không có cá. Cái bánh tét ngày Tết được không? Dạ. Nghe nó nói mà đây là cúng ngày Tết mà nói trước Tết luôn á. Và ăn không được nữa thì chị đem lên nướng này phải không? Dạ. Ủa sao nướng ta? Nướng ăn lại. Không có bỏ mà nướng để ăn lại từ từ hả chị? Dạ, bỏ ủ. À cái này còn ăn được không? Em cũng chưa biết nữa. Anh Hồ ăn không em thấy cho dùng. Dạ được thầy. Cảm ơn chị. Ăn nướng rồi ăn, mình thấy bỏ ổn quá à. À. Mình gói được bao nhiêu đòn gì chị? Dạ cái đó là cuốn em 3kg cũng định mười mấy đòn gì đó. À mình dạ. Ăn còn lại được bao nhiêu đây? Dạ dạ. Rồi mình nướng mình ăn từ từ. Dạ dạ. Hôm nay là nhà của chị ăn cơm với lại muối ớt nữa. Dạ ớt cần cái là chén nước mắm ớt mấy thằng nhỏ nó ăn. Nó chỉ ăn muối ăn nước mắm ớt. À. Nước tương á? Nước tương á. Nước tương á. Chờ nó đáy chứ ớt nó dầm vô nó ăn. Ngày nào mà anh đi dở trà thì mới có cá. Dạ.
Ông đi giờ là không có cá ăn. Dạ. Để ăn muối ớt vậy. Tết này cũng nhờ người ta cho nít đó rồi gói. Nay nhờ chủ trà cho mới gói gói chứ năm rồi không có gói. Dạ khổ có gì đâu gói đâu. Dạ. Dạ. Rồi gạo là mình mua, có ai hỗ trợ mình không? Có, năm nào mà một bữa ấy cục trước cho đem lợn hỗ trợ được 25 kg. Dạ. Để quay người ta cho. Dạ vậy đó. Dạ. Chứ anh làm mà lấy tiền mua gạo nữa thôi là không có còn tiền sinh hoạt luôn á. Dạ. Em nhờ vậy đó, nhờ người ta hỗ trợ cho gạo này kia ăn với bột ngọt này kia đó. Dạ. Chứ không có rồi. Nhờ người ta cho em vậy đó. Với dâu ân này kia. Dạ. Mình và anh Bùi Hồ biết rằng hiện giờ ngay tại khu vực biển Hồ vẫn còn hàng ngàn hộ gia đình giống như hoàn cảnh của chị gái này. Rất nhiều bà con đang ở một cái thế đó là tiến thoái lưỡng nan. Ở thì không được mà về thì sẽ đối mặt với nghịch cảnh khó khăn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là ai cũng có một cái quê hương hết á. Nếu như may mắn thì được về Việt Nam, và càng may mắn hơn thì được lên trên bờ sống như trường hợp mà nãy giờ anh em mình chia sẻ. Bà con thì ở sống trên những chiếc ghe như thế này, ở phía sau lưng này. Trong một tương lai gần nhất tụi mình đến đây thì sẽ chứng kiến được những cái niềm vui nhân đôi, nhân ba, nhân bốn khi mà tất cả những người dân trên ghe sẽ được lên bờ giống như trường hợp mà nãy giờ anh em mình chia sẻ. Cảm ơn các bác anh chị đã theo dõi đoạn clip này.